nhìn về màn hình. Muốn cha kèo bóp ngựa bóp nục, nục cha ngựa bóp nục, bóp nục bóp ngựa muốn. Ngựa nục kèo ngựa, bóp bóp nục kèo cha bóp kèo, cha ngựa bóp bóp muốn. Bóp nục cha kèo ngựa, bóp ngựa cha muốn, kèo cha bóp bóp muốn. Ngựa muốn ngựa, kèo muốn nục kèo cha bóp, bóp cha bóp bóp là nục. Ngựa bóp nục cha kèo bóp cha ngựa bóp, ngựa bóp muốn bóp ngựa ngựa bóp kèo bóp. Bóp ngựa cha kèo nục bóp bóp muốn nục, ngựa bóp bóp ngựa bóp muốn nục cha bóp 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 nục kèo bóp muốn cha kèo muốn muốn kèo muốn ngựa bóp muốn. Cha bóp bóng bóp nột ngựa muốn ngựa nột bóp nột kèo nột bóp muốn ngựa bóp ngựa kèo nột muốn ngựa bóp bóng muốn ngựa bóp kèo bóng bóp 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 kèo cha ngựa bóp bóng nột kèo cha ngựa bóp bóng nột kèo cha muốn ngựa bóp bóng nột kèo nột cha ngựa bóp bóng nột kèo cha muốn nột kèo bóp bóng ngựa. Rồi trời ơi, đổi khóa gấp đôi. Nục cha bóng ngựa, nục cha bóng ngựa gì đâu. Các loại cá đã lộ diện, cá nào sẽ về tay ai? Bảy người chơi sẽ lựa chọn ra sao đây? Hãy cùng xem! Trời ơi! Trời ơi! Đổi khóa gấp đôi! Tất cả đã nghe xong chưa? Nghe xong rồi. Rồi! Vị trí số 1, ai đang giữ vị trí số 1? Em à, chính em à! Xin mời chọn! Dĩ nhiên, hồi nãy em nói em là con ngựa rồi, cá ngựa. Nhưng mà hồi nãy ngựa quá nhiều đi. Cho nên là em xin chọn con cá nục. Cá nục là con này hả? Dạ. Cá nục ít nha. Cá nục ít dữ á. Ít đi. Cá nào? Cái âm của con nục là nục. Đây. Bóng nhiều lắm, bóng. Số 2 kìa. Số 2. Cái này nghe cũng thấy nhiều á. Số 2. Hồi nãy em nghe được cái gì mà ngựa rồi mú nhiều lắm, ngựa mú. Ngựa bóng mú là nhiều nhất, cho nên là em nghĩ là cái con mà thấp nhất là nằm đâu đây nè. Cho nên là em nghĩ là chọn an toàn là cái khu này, em chọn kèo. 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 Họ em tính chọn cái kèo. Rồi. Cái kèo là được chọn bởi Duy Thanh Vàng. Vị trí số 3 là con Tình Thảo. Rồi con thấy con nào nó cũng nhiều hết, là có con cá bóp, cá mú, cá ngựa là nhiều nhất. Bóng nhiều không ta? Nói chung cũng hơi xui rồi em à. Mình nói giờ mình nghe mình đâu có đếm được đâu, đâu có biết được như thế nào đâu. Cá mú à? Mú quá rồi. Nhiều. Happy New Year. Happy New Year. Rồi. Trời ơi, con này là trong top 3 đó. Ủa, nằm trong top 3 luôn. Top 3 hoa hậu đó. Top trending năm nay luôn đó. Thật sự với cái kinh nghiệm chiến thắng của em lần trước, nếu như lần này em chọn sai thì em rất ê chề luôn. Cho nên là hồi nãy em nghe con này nó trung bình nhất mà. Em cứ nghe bóng bóng gì, cá bóng. Nhưng mà em đang phân vân cá cha với cá bóng. Cái này thì nấu canh, cái kia là kho tiêu. Không, hồi nãy em nghe cá bóp nữa. Thì nấu ăn chua á. Đó, ngon quá trời. Chọn chưa? Cá bóp. Bóp. Bóp an toàn, bóp cá an toàn. Số 5, em chọn nào? Em ơi, anh tư vấn nè. Thôi chồng bóng tư vấn đi. Mày đi hay lắm cái gì, lát thai bây giờ. Em thấy con cá bóng. Cha bóp bú, cha bóp bú, cha bóp bú. Rồi, cá bóng. Cậu ơi, biết đáng lên em ơi. Rồi, chị bên kia. Em chọn cái gì? Số 6. Quá dễ cho một cuộc lựa chọn. Biết đâu được, kèo cuối là kèo thơm. Nói chung thì bây giờ là một là anh, hai là em thôi. Thì anh số 6. Anh thì khoan cá cha. Ok, em sao không được, em đâu biết lựa. Em là không có quyền lựa chọn rồi, em không được nói nữa. Em đâu có quyền lựa đâu. Nhưng mà chưa chắc anh chọn nó đúng. Đúng. Đúng chưa? Anh xui mày rồi. Thôi, cá cha. Rồi, yeah. Còn lại là cá ngựa dành cho chế Nguyễn Minh Châu. Hồ Quang Hiểu thân mến, thấy sao? Hai người bị loại trở lại. Chắc áo hồng quá. Ê! Trời ơi, anh chỉ thẳng luôn rồi. Ê, mà hay á em, cái đầu á, nó hợp chung với cái màu hồng em luôn. Tôi nói thiệt, tôi chưa bao giờ nhớ cha như lúc này hết. Có một cái đoạn mà em nghe nục 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 bú bú nục nục bú bóng nục 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 ra mà em thấy nó liên tục luôn. Nó sen vô. Mọi người ơi, chúng ta phải nhớ là chương trình người ta sẽ dùng hiệu ứng về âm thanh. Tức là con nào người ta muốn mình nghe ít thì người ta sẽ làm nhỏ lại. Ủa? Có nữa hả? Có chứ. Kiểu gì là cũng con ngựa rồi. Hiện tại chúng ta đã có mỗi người một vị trí rồi. Xin hỏi ai có muốn thay đổi hay không? Em muốn đổi với ai?
em cảm giác đây là một cái sự lựa chọn hết sức là sai lầm. Em xin phép được xin còn cho hay không là quyền của mọi người nha. Em rất là đang thèm muốn cái con của Ashley á. Trời ơi, đó là con cá đục. Xin hỏi em là em nghĩ con cá bóp là bao nhiêu lần? Em nghĩ khoảng trên 30 lần á. Em cảm thấy cái câu nào cũng kết thúc bằng cá bóp hết. Và em nghĩ con cá đục bao nhiêu lần? Khoảng 22 hoặc là 10-15 đổ tới. Và em có nhu cầu đổi với ST? Em muốn đổi hả? Thôi đừng đổi. Thôi đừng đổi. Thôi đừng đổi. Sao tự nhiên anh rén quá vậy? Em năn nỉ anh đi. Rồi anh rất là dễ dàng à. Nếu như em muốn đổi thì anh đổi thôi. Đúng rồi, ST mà. Thôi thôi không cho đổi. Ủa em bắt cười quá. Em nói em muốn đổi rồi vậy em không chịu đổi. Em có đổi hay không? Tại vì trong ánh mắt của ST có một sự cài cắm á. Nè anh để yên cái đây đó. Ai muốn lấy thì lấy á. Trời ơi. Ủa? Đúng rồi. Ủa ST nói mà. ST nói mà. Ai muốn lấy thì lấy mà. Ai muốn lấy quá trời rồi. Cái vấn đề của em là em không có nhạy bén bằng hoa hậu hiểu không? ST là ST chơi đàn ông của mà đó. Ai muốn lấy thì bén. Đó có gì đâu, đúng cơ hội thôi. Ai muốn lấy thì lấy à. Lấy à. Đừng có đụng vô, con này trên dưới 200 lần. 200 lần, tin tôi đi. Ai muốn lấy thì lấy à. Ai muốn lấy thì lấy nè. Trong đây không phải mình cứ nghĩ tới vấn đề là cái con nhiều lẫn cá ngược. Còn một con ít nhất nữa. Đúng. Có thể là con nè. Ai nghĩ mình ít nhất mình phải đổi đi. Không, hồi nãy cha em kêu nhiều lắm. Cha cũng kêu nhiều lắm á, mà không biết bao nhiêu thôi. Cha khúc sao mới. Em lấy con một ít á. Ai muốn đổi với em không? Cha ít nha. Có ai muốn đổi không ạ? Không ạ. Dạ ít lắm nha. Thật ra con cá ngựa không phải là cái số nhiều đâu. Có ai đổi nữa không ạ? Không ạ. Có ai muốn đổi nhưng không? Nhưng cá mú là cháu nghĩ là con đi ngủ sớm á. Con cũng nghi lắm nhưng mà con suy nghĩ rồi. Cuộc đời con quyết định một lần một thôi, không hối hận. Trời ơi, bé nhỏ mà sống quyết đoán á. Đúng, phải quyết đoán nhưng dù sao cũng vậy là đi về chú con. Con nhiều nhất chú ít nhất rồi đó chú thấy. Sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng. Và bây giờ để xem ai sẽ an toàn, ai sẽ bị loại. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Chúng ta bắt đầu đi tìm vị trí nào sẽ nhiều nhất. Ôi ngọc quá à. Cá tra là lựa chọn của Eagle Tân, Tân Trề. Đây là cá bóp đúng không? Thôi mà. Hồi nãy em xin đổi rồi không? Anh Giang hay diễn ngược lắm. Mọi người ở đây có gia đình không? Bình tĩnh. Anh Giang nuôi con nữa đó mọi người. Không à, anh Giang hay diễn ngược lắm, biết anh Giang rồi. Phải không? Tạo cho một người ta, nhưng mà không phải gì đâu. Nhưng mà 2 năm gần đây em không thấy anh diễn ngược nữa. Em đi về chắc rồi. Vui thì ở lại, còn buồn thì đi về. Không, ở lại mấy giờ vui. À, vậy là đi về là buồn. Nhiều lắm. Một cái bài mấy phút mà 34 lần nhắc lỡ. Nhiều lắm luôn á. 34 là rất nhiều. Rất nhiều. Mũ. Đây nè, top 3 nè. Em biết đấy, em không đổi thôi chứ em vẫn sợ mà. Đây là Trịnh Thảo. Chắc chắn là có thể ổn rồi. Đây là lựa chọn của ST. ST đổi cho mình. À không, mình cướp từ ST. Đâu có đâu. Không có. Anh cho mà. Ổn lắm luôn á. Hãy rồi đó. Hồi nãy em đổi với ST là được rồi. Trịnh Thảo an toàn. Cha ơi, cha ở đây. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Không, con bóp nhiều nhất rồi đó. Em nghi lắm. Không. ST. ST là người đổi cho hoa hậu. ST ơi. ST. ST. Yeah, ở giữa rồi. Mời đứng ở giữa. Nghe đọc thấp nhất. Thế thổi ba. Đổi người khác thì không chịu đổi anh làm chi. Mấy cận ơi, lấy em nhiều nhiều chút xíu đi. Còn có mấy giây nữa. Nơi tự nhiên sổ ra mà nó đều đều nha. Vì cái rung ngang luôn á. Tại con kèo của em nãy rất là nhiều. Các kèo rất nhiều. Không, con kèo nó đây nè. Theo anh đoán cái kèo khoảng tầm em cũng nghĩ khoảng 30. Phải không? Trời ơi, Giang dở lẹ là chắc an toàn.
hết nhất hiện đại. Ủa té rồi. Nhất mà vui cái gì? Bớt về rồi. Con bớt đi về rồi. Nha mọi người. Con bớt đi về rồi. Người 36 em. Đăng Quang khúc này. Trời ơi. Đăng Quang. Con ngựa 35 thôi chị cũng vui nữa. Vàng ơi, vàng ơi. Con cha kìa. Con cá ngựa này phải là 34 trở xuống. Chắc chắn rồi. Chứ trên 34 là coi như là bị loại ha. Dạ không, bao nhiêu anh. Vàng cá tra này y chang như vậy, 34 trở xuống và trên 26. Nếu như là 25 là cũng bị loại ha. Mọi người có thể nhìn thấy những cái bảng ở đây, nó cách nhau khoảng 2 số tới 3 số. Nó sẽ tầm 34, 36, 38. Ồ, cá ngựa cao nhất luôn ta. Con cá ngựa 27. Mở rồi. Nó mở rồi. À. Không sao. Cho địch tính nè, trời ơi. Trời ơi, 35 thiệt á. Đừng khóc, đừng buồn nha em. Em giận đi gia làm đình cho thêm đớn đau. Chuẩn bị chơi game sau luôn rồi. Rồi lên chơi luôn. Game sau. Vậy chơi game sau. Đúng quý vị thân mến, như vậy là ở trò chơi này hai người bị loại, đó là Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Quý Bồ Tâm. Trở lại. Không sao, vui là chính. Lẽ ra hồi nãy mà lúc ST quăng cái bảng xuống, ai muốn lấy là Chế Nguyễn Minh Châu hoặc là Eagle Tân phải tranh thủ lấy liền chứ. Thì là chưa có kịp định hình, đâu có kịp nhanh gì đâu em. Tại vì đang tưởng là của chị Hà, chị Trà Ngọc, để chị Trà Ngọc lấy trước. Thấy hoa hậu không? Hoa hậu là an toàn mà vẫn nhào ra lấy liền. Thưa quý vị thân mến, đây là năm nhân vật sẽ bước vào vòng tiếp theo. Vòng tiếp theo là vô cùng khắc nghiệt và rất là hấp dẫn. Có tên là Cuộc Gọi Định Mệnh.